anh mồ côi, vào học nghề. May mắn được ba em tin tưởng dạy dỗ cho ở lại trong nhà. Dù biết mình đã được hưởng một đặc ân rất lớn từ ông bà chủ, nhưng anh biết thân phận của mình thấp bé. Còn em thì... Anh đừng có nói như vậy. Em không muốn nghĩ xa xôi, chỉ biết là hiện tại mình yêu nhau là được. Anh muốn nghĩ cũng không có nghĩ xa được đâu. Bây giờ cậu còn muốn nghĩ xa tới đâu nữa? Dạ ông bà chủ. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Mama, mày đâu? Qua đây. Dạ. Lôi nó vô nhà lớn cho tao. Mama, lôi nó vô trong cho tao. Dạ. Vô đây mày. Ông bà chủ à. Vô. Ma, mama. Con, con. Đi vô đây đi má. Vô. Đừng mà. Đi. Mama, thả con ra. Mama. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đèo bồng với cô gái nhà này hả? Cái chuyện này tôi nghi lâu lắm rồi. Mama. Nhìn thấy cái ánh mắt tụi nó nhìn nhau là tôi biết ngay mà. Dạ con xin ông bà. Ông bà hiểu cho tụi con, tụi con thương nhau thiệt lòng. Câm miệng. Nghĩa mà đeo chân hạt hả? Cậu nghĩ cậu lại, cậu chỉ là một thằng mồ côi, bơ bất không nhà không cửa. Vào đây cậu chỉ là một thằng làm công mà dám mơ lớn vậy sao? Ba, mama, con xin hai người làm ơn chấp nhận tình yêu của tụi con đi mà. Con câm miệng lại đi. Con nói vậy mà con không biết xấu hổ hả? Đứa con gái được sinh ra trong một gia đình quý tộc như vậy đó, dám đi yêu đương nhăng nhít với người ăn kẻ ở trong nhà. Con có biết là con đang làm nhục cái nhà này không vậy? Không có nói nhiều, lôi vô trong đóng cửa phòng, canh chừng cẩn thận. Dạ. Được mà, mama. Đi cô chủ ơi, đi vô. Anh Trung, anh Trung, một lát. Anh Trung đó, buôn đồ, lập tức rời khỏi đây ngay. Cấm, không được bén mảng tới đây nghe chưa? Dạ con xin ông, dù làm trâu làm chó cho ông con cũng chịu. Chỉ cần ông bà cho con ở lại đây thôi. Con xin ông bà cho con ở lại đây đi mà. Hả? Tôi nuôi con gái tôi lớn khôn lên, không phải để gả cho một kẻ nghèo kiết xác như cậu. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay. Lôi nó ra ngoài. Dạ. Con lại ông bà, con lại ông bà cho con ở lại đây đi. Con lại ông bà. Ông bà ơi, cho con ở lại đi mà. Con lại ông bà. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Thưa bà, cháu nó sao rồi bác sĩ? Cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi, bà nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Trung. Thưa bà, tôi xin phép. Anh Trung. Con à. Con. Con sao rồi bà? Nó đỡ hơn chưa? Nó vẫn sốt ly bì. Anh Trung. Không chịu ăn uống gì hết. Sao mà khổ vậy con? Yêu ai không yêu, nhưng một thằng mồ côi làm cái gì không biết nữa. Anh Trung. Tâm bệnh là như vậy, không biết khi nào nó mới hồi phục nữa. Thôi, thôi được rồi bà, đi ra cho con nó nghỉ ngơi. Trèo tường vào. Anh nhớ em phát điên lên đường. Em cũng vậy, em không thể nào sống thiếu anh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Ngọc Lan, em có dám bỏ trốn cùng anh không? Được, em đi với anh. Anh không có gì ngoài tình yêu mãnh liệt dành cho em. Anh yêu em và tôn thờ em đến hết cuộc đời này. Chúng ta hãy đi cùng nhau. Em chịu không Lan? Em chịu. Anh chờ em nha. Anh chờ em nha. Anh chờ. Làm. Nắng nôi mà ra đây làm gì? Em không sao mà. Anh đã nói với em rồi, mấy chuyện nặng nhọc này để cho anh làm. Em làm gì quen mấy cái chuyện tay chân như vậy? Có sao đâu, tập riết cũng quen mà. Không có được đâu nha. Em là một cô tiểu thư. Vì anh, em đã đánh mất đi cuộc sống quý tộc cao sang. Giờ sao anh có thể để em làm những việc nặng nhọc như vậy? Anh yêu em nhiều vậy sao? Em là nữ hoàng của anh. Cả đời này anh nguyện làm tất cả mọi thứ vì em. Anh hứa sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Em đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo anh. Bây giờ em thấy em chọn rất là đúng. Anh yêu em, anh sẽ làm cực lực để bù đắp cho em. Đi với anh. Có cái này cho em nè. Cái gì vậy anh? Coi anh mua cái gì vậy cho em nè. Trà táo đỏ. Anh biết em rất thích uống loại trà này. Lúc ở nhà thấy mẹ pha cho em uống hoài à. Nhưng mà trà này mắc lắm, tiền đâu mà anh mua vậy? Không sao đâu, chỉ cần em thích, cho dù anh có nhìn ăn nhìn uống, anh cũng sẽ mua về cho em. Em đừng có lo. Anh đừng có chiều em như vậy. Mình còn rất nhiều thứ cần phải chi tiền. Ngọc Lan à. Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Có chuyện gì vậy anh? Anh không muốn bỏ em ở nhà một mình, nhưng để lo cho con và em, anh cần phải làm việc nhiều hơn. Em thấy anh làm việc ở cảng cá vất vả lắm rồi, anh còn định làm thêm gì nữa? Anh muốn ra khơi, đi biển vài ngày, lương rất cao. Nhưng nguy hiểm lắm. Không sao đâu, cái mà anh lo là em đang bụng mang dạ chữa như vậy, mà phải ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Nhưng mà bây giờ vì con và em, anh phải kiếm thêm. Nếu như mà anh nhất quyết như vậy á, thì em sẽ ở nhà đợi anh. Lấy anh, em chịu thiệt thòi nhiều quá. Cả đời này anh không sao bù đắp được. Em không sợ thiệt thòi, chỉ sợ là anh không yêu em nữa thôi. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Nếu anh mà có sai lời, cho trời đánh anh chứ. Em tin anh mà. Anh yêu em. Em yêu anh. Lan,
Cô qua thu tiền phòng trọ mà không thấy con ở trong phòng, con đi đâu vậy? Chú Trung đâu mà để con đi có mình nên vậy? Dạ chồng con đi biển chưa về. Vậy chừng nào con mới sinh? Dạ khoảng 2 tháng nữa. Vậy hả? Mà cô nói cho con nghe, con có phước lắm đó nha, được chồng cưng hơn là chứ ngỏng luôn á. Cả xóm này ai cũng ganh tị với con hết. Dạ chồng con ảnh đi biển để lo cho con có đủ tiền lót ổ. Xong rồi ảnh nghĩ chân mình con sao lo cho con nổi. À bà cô nói cái này, con lo nói chú Trung á ngưng đi biển đi, chứ để có một thân một mình á là khổ lắm đó nha. Dạ vậy thôi cô về, rồi lát nữa con đem tiền qua trả tiền phòng cho cô nha. Thôi con về đi. Chiều con qua ha. Dạ. Em cầm đi. Chuyến này trúng đầm mẻ cá thu, cho nên là ông chủ vừa phát lương vừa phát thưởng luôn. Cũng được kha khá. Em cất đi để dành lo cho con. Nhìn anh đen hơn và ốm hơn nhiều rồi đó. Anh có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần anh lo được cho mẹ con em là anh cảm thấy tràn đầy năng lượng để làm việc. Thôi anh vô trong tắm đi, để em đi bắt nồi cơm. Cứ để anh làm. Khi có anh ở nhà, em không cần phải làm gì hết. Em sinh con ra, anh muốn đặt tên là gì? Con gái á, thì mình đặt tên là Thanh Trúc. Còn con trai á, mình đặt tên là Quốc Trường. Em thấy có được không? Em thấy hay đó. Trúc, Trường đều cùng dần với tên của anh. Em thích lắm. Nếu được, em xin cho anh hai đứa nha. Một trai, một gái. Em thì thích xin nhiều hơn. Em muốn xin 4 đứa luôn. 2 trai, 2 gái. Nếu mà kinh tế của mình khá, anh cũng muốn vậy. Em thấy buồn quá. Từ từ thôi em. Sao em thấy buồn? Có con rồi mới thấy thương cha thương mẹ. Em thương con từ khi con còn trong bụng, nên việc em bỏ đi với anh chắc ba má em buồn lắm. Anh biết tụi mình có lỗi rất nhiều với ba má em. Một ngày nào đó anh sẽ đưa các con về tạ lỗi với ông bà ngoại. Thôi em đừng buồn nữa. Người ta nói mang thai á, nếu mẹ khóc nhiều thì con sinh ra sẽ có gương mặt buồn đó. Anh tính đi thêm vài chuyến nữa rồi về nghỉ luôn, ở nhà chăm em chờ tới lúc em lâm bồn. Anh, hay là anh đừng đi nữa. Thôi được, anh sẽ đi chuyến cuối cùng nha. Dạ, em và con sẽ chờ anh về. Thôi em ngủ đi, khuya rồi. Nằm xuống. Từ từ thôi. Anh sẽ ôm em để cho em ngủ thật ngon nha. Sắp chào đời rồi. Con ngồi yên coi, đừng có phá nữa. Vẫn chưa có tin tức gì hả con? Dạ chưa. Càng trông chờ càng mất tâm mà.
vẫn chưa có bảo đâu. Mà lại nói thuyền bị sóng dữ đánh chìm. Sống ở đây mấy chục năm cô biết lý do gì mà chiếc thuyền bị mất tích chứ. Cô cũng có đi hỏi xung quanh, mọi người trong làng nói là chính quyền và bạn bè đã đi tìm kiếm, nhưng chiếc thuyền nó vẫn mất tích, không ai biết nó đi đâu về đâu nữa. Nhưng mà con sắp sinh rồi phải không? Dạ, chắc còn 2 tuần nữa là con sanh. Con lo quá. Bây giờ mà anh Trung vẫn chưa... Mới sinh mà khóc hoài á là hư mắt đó. Vẫn chưa có tin tức của ba nó hả? Gần 3 tháng rồi mà không có tin tức gì hết. Con sợ là lạnh ít dữ nhiều. Cô đem qua cho con mấy cái gạo nè, ráng đi con. Tiền nhà trọ tháng này con còn chưa đưa cho cô nữa, mà giờ cô đem gạo qua cho con làm phiền cô nhiều quá. Thiệt tình á là cô cũng không nỡ đuổi con đi. Con của con á còn đó hỏn như vậy nè, cô giúp con được cái gì á thì cô giúp. Tiền anh Trung đưa dành dụm để mà sinh em bé, giờ con xài cũng sắp hết rồi. Con không biết phải xoay sở làm sao nữa. Con yếu đuối như vậy biết làm gì mà sống. Con thì còn nhỏ, mẹ thì yếu như vậy. Con thấy bế tắc lắm. Nhiều lúc con muốn ôm con nhảy xuống biển mà chết cho rồi. Hai mẹ con đi theo anh Trung còn tốt hơn. Đừng có nói bậy con. Cô khuyên con nên quay về Sài Gòn nương tựa gia đình đi. Con đã cãi lời ba má đi theo anh Trung, bây giờ con không dám về nữa. Không có được, cố gắng lên con. Không có cha mẹ nào mà từ chối con khi vừa mới đẻ chứ. Con thấy có lỗi nhiều với ba má con lắm. Làm sao mà con dám đối diện với họ. Con hãy vì con của mình mà làm tất cả mọi thứ. Cố gắng lên con. Dù có bị cha mẹ la mắng như thế nào cũng ráng mà chịu. Không có sao hết á. Miễn làm sao mà hai mẹ con có nơi nương tựa là được rồi. Thank you.